chào cả nhà, con về rồi nha. Con có mua quà nhiều lắm á, để con lấy cho mọi người nha. Nặng quá. Sao kỳ vậy? Đồ đạc đâu hết rồi? Ủa mấy món quà mình mua đâu hết rồi? Vừa rồi chỉ là một tình huống giả định của chương trình. Tuy nhiên Diễm Loan tin chắc rằng đã có không ít quý vị lâm vào trường hợp tương tự. Vì cái túi sách vali của chúng ta vẫn còn nguyên vẹn, nhưng đồ đạc bên trong thì đã không còn. Vậy câu hỏi được đặt ra rằng đồ đạc của chúng ta đã bị lấy cắp đi như thế nào? Và ngày hôm nay thì Diễm Loan xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với anh Minh Dũng đang công tác tại Vietnam Airlines, sẽ giới thiệu đến chúng ta những thông tin cần thiết và cả những kỹ năng để chúng ta có thể giữ an toàn cho những đồ đạc bên trong vali của mình. Xin chào Minh Dũng. Xin chào Diễm Loan và các khán giả của Vui Sống Mỗi Ngày. Minh Dũng ơi, như trong cái tình huống giả định vừa rồi á, thì dây kéo nè, ổ khóa vẫn còn nguyên vẹn nhưng mà đồ đạc bên trong thì đã bị mất. Thật sự Diễm Loan cũng không thể nào hiểu nổi luôn á. Thực ra thì cái chuyện này rất là đơn giản Diễm Loan à. Thì Minh Dũng với cái bút bi này, Minh Dũng sẽ chỉ cho Diễm Loan tại sao lại như vậy nha. Ồ, cái bút bi thôi. Thao tác thực hiện rất là đơn giản Diễm Loan à, nói cho Minh Dũng làm nha. Đầu tiên chúng ta hãy dùng cái bút bi này ấn thật là mạnh vào rãnh giữa của cái dây kéo này ha. Đó, như vậy nè. Và chúng ta dùng cái bút bi này đẩy dọc theo cái chiều này luôn, đó. Như vậy chúng ta sẽ mở được cái túi sách này rồi mà không cần phá khóa hay gì hết. Sau đó thì sẽ lấy bất cứ vật dụng gì trong túi này ra. Và Minh Dũng sẽ kéo lại ngay là từ đầu nha. Và kéo ngược lên lại, ngay là vị trí cũ. Thì Diễm Loan thấy không? Cái túi sách vẫn còn nguyên, ổ khóa không bị phá gì hết. Như thế là laptop, đồ đạc đều mất hết, chỉ bằng một cái chiếc bút bi mà thôi. Thực ra thì còn rất là nhiều trường hợp khác còn nguy hiểm hơn cái trường hợp này nè Diễm Loan à. Ví dụ như là khi mà Diễm Loan đi xe á, trên xe có rất là nhiều người lạ, người ta sẽ bắt chuyện với Diễm Loan rồi giả vờ đánh chống lạng, đánh lạc hướng Diễm Loan đi ha. Rồi người ta sẽ dùng cách y cách này luôn và mở túi sách Diễm Loan ra và bỏ vào trong đó rất là nhiều hàng hóa nguy hiểm gì trong đó, ví dụ như ma túy hay là hàng cấm gì đó đi. Sau đó rồi khi mà Diễm Loan xuống xe, người ta sẽ tìm một cách nào đó lấy lại túi sách, thậm chí là giật túi sách của Diễm Loan làm cho Diễm Loan té ngã. Hay là xui xui thì công an thấy nghi ngờ kiểm tra Diễm Loan, kiểm tra túi sách, trong túi sách có rất nhiều hàng cấm thì Diễm Loan lại là người mang tội vận chuyển hàng cấm đó. Để tránh trường hợp mà người ta dùng bút bi mà mở dây kéo ra như vậy á, thì Diễm Loan nên mua cho mình những cái vali nguyên hộp như thế này, hộp nguyên khối nha, thì người ta sẽ không có dây kéo để làm như vậy. Khi mà Diễm Loan mua những loại dây kéo á, Diễm Loan hãy chọn mua những cái túi sách có dây kéo mà nó lận ở bên trong á, thì người ta sẽ không sử dụng cái bút bi mà đâm vào như vậy được nữa. Trường hợp thứ ba là Diễm Loan có thể mua được cái vali có dây kéo luôn, tuy nhiên là có ổ khóa ở giữa, thì lúc đó là hai cái đầu khóa nó sẽ bị cố định tại đây rồi. Khi mà kẻ gian á sử dụng cái bút bi làm cái thao tác mở vali ra như vậy á, thì ngay lúc đó là Diễm Loan biết là túi sách, cái vali của Diễm Loan đã bị mở khóa và mất hết đồ bên trong rồi. Diễm Loan vẫn còn một cái thắc mắc nữa nè, nếu như Diễm Loan lỡ mua một cái túi sách hoặc là vali giống như tình huống giả định, vậy thì có cách nào để giữ an toàn đồ đạc bên trong khi mà buộc lòng là phải cho những cái đồ đắt tiền một chút vào mà chúng ta không thể xách tay được? Thực ra thì tại sân bay á, thì bây giờ đang có cái dịch vụ là cuốn ni lông cái vali lại đó. Diễm Loan có thể chọn dịch vụ đó, hay là ở nhà thì Diễm Loan dùng băng keo trong, băng keo Diễm Loan quấn lại. Như vậy thì nó hơi mất thẩm mỹ một tí, nhưng vì an toàn của chiếc túi sách của Diễm Loan thì phải chịu như vậy thôi. À, như vậy là chúng ta cũng đã có những cái cách thức phần nào đảm bảo được cái sự an toàn hàng hóa bên trong túi sách và vali của mình rồi Dũng ha. Chưa đâu Diễm Loan à, chúng ta mất đồ cũng còn với một số lý do nữa. Ví dụ như là Diễm Loan xuống lấy hành lý trễ nè, hay là vali của Diễm Loan nó màu trùng với những cái vali của người khác, thì người ta sẽ cố ý lấy nhầm vali. Có một số cách để khắc phục nó, ví dụ như là Diễm Loan chịu khó ra sớm, đến vào hành lý lấy sớm thì sẽ bị tránh nhầm lẫn là một nè. Thứ hai là Diễm Loan hãy chọn cho mình những cái vali màu rất là nổi bật như là màu cam, màu hồng, màu neon, hay là có những cái họa tiết như là da báo, kẻ sọc, vân vân. Mà nếu mà lỡ rồi Diễm Loan mua cho mình một cái vali mà nó gam màu tối chẳng hạn. Đúng rồi. Thì Diễm Loan có thể làm cho nó nổi bật lên. Bằng cách nào? Ví dụ như là mình thắt nơ lên, quấn ribbon lên hay là gì đó. Tùy Diễm Loan. Chúng ta có thể là dán một cái hình ảnh nào đó đặc biệt mà chỉ có mình nhận ra thôi. Khi mà Diễm Loan đi xe ha, thì chịu khó đứng đợi xem nhân viên, bỏ túi sách, bỏ vali của Diễm Loan lên trong khoang gửi đồ ha.
Và rồi khi xuống xe cũng cố xuống sớm và nhìn thấy nhân viên đưa túi sách và ly của Diễm Loan ra, thì như vậy thì sẽ tránh được những mất mát. Nếu như chính mắt Diễm Loan đã thấy hàng hóa vào và ra khỏi khoang nhưng mà hàng hóa vẫn bị mất, thì chúng ta phải làm sao đây Minh Dũng? Thực ra trong trường hợp này á, thì khi mà hàng hóa ở trong khoang gửi xe, trong khoang xe á, thì chỉ có nhân viên của hãng xe thì mới tiếp xúc được thôi. Nhưng mà trường hợp này á, Diễm Loan rất là khó để khiếu nại, tại vì Diễm Loan đâu có đăng ký là những gì có trong cái vali của Diễm Loan đâu nè. Đúng rồi ha. Ừ. Tốt nhất á, Dũng khuyên là nên chọn cho mình những cái hãng xe uy tín thì người ta sẽ không bao giờ có chuyện này xảy ra đâu. Dũng nghĩ là như vậy đó. Và cuối cùng là để tránh những mất mát đó thì Diễm Loan hãy đừng để những vật dụng có giá trị vào bên trong hành lý ký gửi hay là những cái vali, những túi sách như vậy đó. Diễm Loan hãy giữ bên mình thì tốt hơn. Đúng thật là trong những cái trường hợp mà chúng ta có thể giữ những cái đồ đạc có giá trị bên mình thì tốt nhất là đừng rời xa nó để đảm bảo sự an toàn. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay cùng với những chia sẻ từ anh Minh Dũng thì có lẽ là quý vị cũng sẽ thấy là cái việc giữ gìn những cái hàng hóa bên trong vali túi sách của chúng ta cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn cùng với những mẹo nhỏ này. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn Minh Dũng rất là nhiều đã cùng đến với chương trình ngày hôm nay. Đến đây thì một kỹ năng cuộc sống cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt.